Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, ngày 21 tháng 3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn hỏa tốc số 343 TTKQHTT đăng thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15. Trong đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Võ Văn Thưởng. Thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6. Thông cáo báo chí nêu rõ sáng 21 tháng 3 năm 2024, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để thực hiện các nội dung Nghe báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe trình bày các báo cáo tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kính và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, xin nghỉ công tác và được Ban chấp hành Trung ương đồng ý. Ông Võ Văn Thưởng rời ghế chủ tịch nước ở tuổi 54 sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị này. Sau ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai xin nghỉ giữa nhiệm kỳ. Trước đó một ngày, Trung ương cũng họp xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, ông Võ Văn Thưởng được Trung ương ghi nhận có sự trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng. Ông cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng theo ban chấp hành trung ương đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Ông sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long, là cử nhân triết học thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn. Bà Võ Thị Ánh Xuân, lần thứ hai giữ quyền chủ tịch nước. Quý vị thân mến, tại kỳ họp bất thường lần thứ sáu vào sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước. Theo đó, việc này được căn cứ vào Hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoáng 15, kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 93 Hiến pháp năm 2013 quy định, khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài, thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước, thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Đây là lần thứ hai bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước. Trước đó, bà Xuân đã được phân công giữ quyền Chủ tịch nước trong 2 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023. Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, quê ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Võ Thị Ánh Xuân trưởng thành từ một giáo viên trường trung học phổ thông trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên. Sau đó, bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp văn phòng tỉnh ủy An Giang. Từ năm 2001 đến năm 2010, bà đảm nhận các vị trí Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Tân Châu. Sau đó bà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2010-2015. Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 3 giữ chức Bí thư tỉnh ủy và tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước và tái cử chức danh này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 vào tháng 7 năm 2021 cho đến nay. Trước đó tại nhiệm kỳ 2016-2021, khi Chủ tịch nước, khi đó là ông Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9 năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Bà Thịnh đảm nhiệm cương vị quyền Chủ tịch nước trong khoảng thời gian một tháng. Sau đó, Quốc hội khóa 14 đã bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước. Công tác nhân sự của Đảng vun gốc để tránh lụi cành theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thì đối với từng cán bộ, phẩm chất tài đức phải song hành. Trong đó, đức phải là cái gốc. Muốn cành lá không bị sâu bệnh, thì cái gốc đạo đức phải được vun sới không ngừng nghỉ. Ngày 13 tháng 3, chủ trì phiên họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban yêu cầu các ủy viên ban chấp hành Trung ương phải có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có uy tín cao. Đội ngũ tinh hoa này không chỉ quyết định sự thành bại của một nhiệm kỳ đại hội đảng, mà phẩm chất, tài năng của họ gắn liền với vận mệnh của đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Nói một cách khái quát, các ủy viên ban chấp hành trung ương khóa 14 phải vừa có đức, vừa có tài. Trong đó, đức là gốc. Vì sao đức, chứ không phải tài năng là gốc dễ. Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cây xanh tươi, da lá, trổ hoa, kết trái là nhờ cái gốc khỏe mạnh. Con người có đạo đức thì mới cống hiến được tài năng cho xã hội. Con người cách mạng thì cần gốc rễ là đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Không có đạo đức cách mạng thì không lãnh đạo được nhân dân. Mọi việc thành hay bại là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không. Cán bộ cần phải vừa có đức vừa có tài. Không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không dựa trên nền tảng đạo đức thì thành người vô dụng, thậm chí là có hại. Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đạo đức của người cách mạng là chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư. Người nhấn mạnh đạo đức cách mạng không phải ở trên trời xa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mai càng sáng, vàng càng luyện càng trăm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 của Đảng, nhắc lại bài học gốc rễ đạo đức mà bác Hồ đã dạy năm xưa vì điều này vẫn còn nguyên giá trị trong thời điểm hiện nay. Một số cán bộ cấp cao từng có nhiều đóng góp cho đất nước, có tài năng, nhưng do thiếu sự vun sới gốc rễ đạo đức hàng ngày mà gây ra hại lớn cho Đảng, cho nhân dân. Từ đại hội 13 của Đảng, 25 tháng 1, mùng 1 tháng 2 năm 2021 đến ngày 13 tháng 3 năm 2024, Thời điểm diễn ra phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong số này có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 3 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Đồng chí Hoàng thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được sao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nghiện hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Người cho rằng trong việc tuyển chọn cán bộ thì không được thiên tư thiên vị mà lựa chọn những người thật sự có đức có tài. Ở thời điểm hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đòi hỏi công tác nhân sự phải bảo đảm sự công tâm, trong sáng, khách quan. Nói cách khác, đức phải là cái gốc. Để làm tốt việc này, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội 14 của Đảng. Công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân, gia đình làm thước đo chủ yếu trong công tác nhân sự phải kiên quyết chống tư tưởng cục bộ địa phương thân quen cánh hầu, lợi ích nhóm tránh cách làm giản đơn tùy tiện vô nguyên tắc phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền hống hách gia trường định trên nạt dưới bao che cho tội phạm gây mất đoàn kết ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng thẳng thắn đối diện với thực tế là gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương Quản lý đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự trong hơn 3 năm qua. Đồng chí Tổng Bí Thư chỉ ra tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy băng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, chưa được ngăn chặn triệt đề. Những khuyết điểm yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ có mối quan hệ qua lại với nhau tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ ra đây là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước con số không nhỏ cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ cấp cao thậm chí là lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước bị xử lý kỷ luật là niềm chăn trở lớn đối với những người làm công tác nhân sự mặt khác nhìn từ khía cạnh tích cực điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng đảng nhà nước ta kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không ai, dù giữ chức vụ cao đến đâu, có được kim bài miễn trừ. Đồng thời, qua những sa sút về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, đảng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm lớn từ công tác nhân sự của khóa 13 để có thêm cơ sở để ra phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa 14. Tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo